Xin kính chào toàn thể quý vị đang xem chương trình Việt View Sức khỏe tâm lý gia đình và cộng đồng của đài Lido Sài Gòn TV băng tần 18.9 và 56.7. Chúng tôi đang nói dang dở về hội, cái sự thành lập và những cái sinh hoạt của hội trong trong năm và trong thời gian vừa qua. Thì cách đây hình như là 2 năm thì hội đã bắt đầu làm cái gọi là cái đi bộ đầu tiên, cái walkathon. Dạ đúng rồi. Và rất là thành công. Và từ cái walkathon 2 năm trước đó, chúng tôi tổ chức cái lần kế tiếp là năm vừa rồi, là tháng 10 năm 2017. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm cái walkathon đó năm nay, cũng vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 18. Cái mục đích của walkathon là để nói một cách đơn giản là cho mọi người biết nhiều hơn về sức khỏe, về tâm bệnh, để cho chúng ta bớt cái sự kỳ thị, bớt cái sự thành kiến, bớt những ấn tượng xấu khi mà chúng ta nghe nói đến cái chữ tâm bệnh. Đó là cái mục tiêu số 1 của cái walkathon. Và walkathon được thành công cũng một phần là được nhiều sự hỗ trợ của nhiều cơ sở thương mại. Dạ đúng rồi. Nhất là từ những người trong thành phố, giống như là ông Andrew Đỗ. Dạ đúng rồi. Và ngay cả bà Mary Hale là cái bà director của healthcare agency của quận. Dạ. Cũng ủng hộ chúng ta. Anh Michael Võ nữa. Dạ. Thì đó là cái điều quan trọng, là hội từ từ được ghi nhận bởi những người quý vị đó trong cộng đồng. Thì hy vọng là trong tương lai hội sẽ được nhiều sự ghi nhận hơn từ quý vị nữa. Để mà tại vì hội 10 năm rồi nhưng mà thực sự vẫn còn bé nhỏ. Trong tương lai chúng tôi mong được gọi là bành trướng, được phát triển nhiều hơn. Cái chính là để phục vụ được quý vị nhiều hơn thôi. Tại vì bây giờ vì cái khó khăn, cái giới hạn, cho nên là một năm chỉ làm được có một lớp học. Nhưng mà nếu mà có thêm được những cái cơ hội đó, thì chúng tôi muốn làm ít nhất 2 lớp hoặc là 3 lớp, tùy theo cái phương tiện mà chúng tôi có. Thì năm nay là hồi nãy chị anh Đào có nói sơ về cái ngày tiệc 10 năm. Thì sẽ là ngày thứ 6, ngày vào 18 tháng 5. Thì chúng tôi sẽ nhắc đi cái này lại vào những cái lần kế tiếp. Thì hôm nay quý vị chỉ cần ghi xuống cái ngày thôi, là thứ 6, 18 tháng 5, để mà đến ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi sẽ bán vé và cần sự ủng hộ của quý vị rất là nhiều. Thì quý vị hôm nay chỉ cần ghi nhớ là ngày 18 tháng 5 mà thôi. Chị anh Đào đi với hội được bao nhiêu năm rồi? Chị anh Đào đi với hội được 10 năm. Tuy nhiên ngày hai bác bước chân ra hội thì chị Đào đi học. Yeah. Lấy học lúc đầu tiên. Và sau đó thì nhìn hai bác, nhìn những người chung quanh mình, đánh động trái tim mình và mình tiếp tục phục vụ cho hội. Lúc đó thì hội còn rất là nhỏ, chỉ có khoảng chừng vài member thôi. Và cứ một năm thì tổ chức được lớp học một lần. Chưa làm được gì hết. Sau khoảng 4 năm nay thì mọi người, thì có lẽ các hội viên trẻ trung, thí dụ như Peter chẳng hạn, thì hội bắt đầu lớn mạnh ra. Vì chúng tôi có nhiều người, nhiều cánh tay thì hội một ngày một phát triển ra. Nhưng mà nó đúng ra cũng còn rất là nhỏ vì ít người biết tới. Dạ. Mà trong khi đó thì cái nhu cầu của người Việt Nam mình về sức khỏe, về bệnh tâm thần thì rất là cao, rất là nhiều. Tại chúng ta đang ở ngay trung tâm của người Việt Nam, gọi là trái tim của Little Sài Gòn, phải không? Trái tim của người Việt Nam, cái trung tâm chính. Nhưng mà ngoài những cái sự phồn vinh, những cái sự mà gọi là về thương mại đó, thì trong nhiều gia đình, có rất là nhiều gia đình gặp những cái vấn nạn về tâm bệnh. Con em mình, người thân của mình, vợ chồng, con cái, cha mẹ đủ hết. Những cái chương trình, những cái dịch vụ trị bệnh thì của quận Cam thì rất là nhiều. Nhưng mà những cái cơ quan như chúng tôi hỗ trợ cho những người thân á, những người thân đang chăm sóc người có tâm bệnh thì không có bao nhiêu nhóm hết. Chắc quý vị sẽ được nghe rất là thông dụng là cái hội NAMI, là hội toàn quốc, là khắp nơi đều có. Nhưng mà đặc biệt đối với người Việt Nam mình thì không có ai hết ngoài trừ những cái mình thôi. Đúng rồi. Là cái nhóm duy nhất bất phù lợi là hỗ trợ cho những người thân đang chăm sóc cho những người có tâm bệnh. Và cái lớp học của chúng tôi, cái trọng tâm chính cũng là vậy, là để cung cấp cho những quý vị đến tham dự lớp học những cái tài liệu, những cái tài nguyên, những cái kiến thức về tâm bệnh, để chúng ta có cái hiểu biết, để chúng ta giúp cho chúng ta bớt căng thẳng trong sự chăm sóc, và ngay cả cũng gọi là giúp cho cái sự chăm sóc của chúng ta nó tốt hơn. Nghĩa là sao? Khi chúng ta chăm sóc tốt hơn thì người thân chúng ta cũng sẽ hồi phục tốt hơn, nhanh hơn và đi theo đúng đường hướng của cái cách điều trị bây giờ. Đúng rồi. Tại vì bên Mỹ này họ đang rất khuyến khích cái vấn đề điều trị là cho phép những người có tâm bệnh có cơ hội để làm lại cuộc đời,
chứ không phải mang theo cái suy nghĩ tiêu cực là khi mà có tâm bệnh là chúng ta hết đời. Cái đó không có đúng chút nào hết. Và chút xíu nữa là Peter với chị Đạt sẽ làm một cái này vui lắm, tiếng Anh nó kêu là myths and facts, nghĩa là nó dịch nôm na là sự thật và thần thoại. Myth là thần thoại đó, nghĩa là nó nói một cái khác đi là nghĩa là sai đó, tức là có nhiều cái chúng ta nghĩ là đúng nhưng mà thật sự nó sai. Và trong cái này là tin, những thông tin này là từ cái trang mạng của chính phủ chứ không phải là từ trang mạng tư nhân nào hết, từ mentalhealth.gov, nghĩa là từ chính phủ, thì cái phần trăm của nó rất là chính xác. Từ nó gồm lại từ nhiều nghiên cứu khác nhau chứ không phải là từ một cái nguồn nào mà mình nghĩ là mình không có thể nào mình tin được. Chút xíu nữa là Peter với chị Anh Đào sẽ chia sẻ cùng quý vị những cái thông tin đó rất là tốt. Thì chị Anh Đào đi với hội cũng khá lâu rồi, thì chị đã có cái cảm nghĩ như thế nào khi mà mình đồng hành với hội, khi mình giúp đỡ được nhiều người trong khi mà họ đi những lớp học đó, mà khi mình nghe những cái lời gọi là những cái lời khen, những cái feedback mà tốt á, mình làm sao mình chị đã có những cái suy nghĩ cảm giác như thế nào? Thật sự đi theo hội được 10 năm, chúng tôi có được 11 lớp. Năm rồi thì chúng tôi có ơn can đảm mở 2 lớp. Nhưng mà chúng tôi thật sự rằng là hình như rằng tất cả chúng ta, rất nhiều người gọi cho anh Đào, ai cũng muốn mình giúp họ để thách khen người thân của họ. Nhưng mà anh Đào vẫn nói một lần nữa rằng là kêu gọi tất cả những người thân, chúng ta phải can đảm bước ra. Chỉ vì mình học, mình biết thì mình sẽ không còn lo sợ nữa. Nếu mà chúng ta cứ ngồi để mà bảo anh Đào đến giúp dẫn, giúp người thân, thì thật sự ra mỗi một gia đình có một cách chỉ bảo khác nhau, có một phương hướng khác nhau, thì anh Đào không biết được người thân họ như thế nào. Nhưng mà nếu họ cùng đến lớp học là người thân thì đến nghe chúng tôi mỗi tuần lễ có bác sĩ khác nhau. Quý vị có thể ngồi đó và nghe và hỏi ý kiến, thì quý vị học được rất là nhiều. Nơi nào, số phone nào để quý vị có thể liên lạc khi có chuyện xảy đến cho người thân của mình. Chúng ta sẽ rất là can đảm và bình tĩnh khi vấn đề xảy đến, phần không sợ hãi nữa. Vì quý vị là người thách khe, con quý vị, người thân quý vị, chứ không phải chúng tôi. Mà điều này thật sự ra phải dùng chữ thế nào, anh Đào đã kêu gào không biết bao nhiêu lần và cũng ngồi đây để kêu gào tất cả chúng ta cố lên. Cố lên, vì mình sẽ là người cứu người thân của mình chứ không phải là hội của anh Đào. Nhưng mà anh Đào và tất cả các hội viên, ngay cả các bác sĩ, chúng tôi làm việc thật sự rằng chúng tôi thương lắm, chúng tôi thương quý vị lắm, chúng tôi thương người thân vì chúng tôi cũng có hoàn cảnh như quý vị. Và chúng tôi rất hy vọng quý vị cố gắng tới, cố gắng save thời giờ của mình để vì ai? Vì người thân của mình, chúng ta chữa cho họ. Nếu bảo rằng bệnh, tâm bệnh, hết bệnh, tôi không dám hứa điều đó. Nhưng mà mình sẽ sẵn sàng đối phó khi vấn đề xảy tới. Và mình sẽ biết thế nào để mà mình có thể nói chuyện với họ, tâm sự với họ và chia sẻ với họ. Vì người tâm bệnh, họ cũng là một con người. Và họ hiểu và họ biết mình thương họ, mình lo lắng cho họ. Thì từ điểm đó họ sẽ cảm động hơn và họ sẽ nghe lời mình. Đó là cách duy nhất để họ có thể uống thuốc, họ có thể đi bác sĩ, họ có thể làm những vấn đề mà mình cảm thấy rằng mình muốn mà họ không nghe vì họ chưa tin mình. Thành ra một lần nữa, bây giờ lớp học tôi sợ đã trễ lắm rồi, thành ra chị kêu gào quý vị có dịp thì nghe tivi cũng được, chưa khó nghe tivi. Vì Peter sẽ đem những chương trình lớp học lên để diễn thuyết trên TV. Nghĩa là ai lỡ miss cái lớp học thì nghe trên TV có còn hơn không quý vị à. Ráng đi, ráng cố gắng thì chúng ta cùng nhau đồng hành và lo cho người thân của mình nhé. Cảm ơn chị Anh Đào rất là nhiều. Và xin quý vị, chúng ta đừng nhờ máy. Chúng tôi sẽ quay lại sau ít phút quảng cáo.